Tôi đói quá, thì chiều giờ mà chả kính luồn tay. Trời ơi, chiều rồi mà 4 giờ rưỡi là bọn nó ra rồi. Trời, 4 giờ 35 rồi mà nó còn chưa ra. Cái chắc gì bọn học sinh đi ngang qua đây không? Con ngủ giấc hả? Em ơi dừng lại đi. Hình như anh thấy ai nhìn giống đại ca anh lắm. Thắng là tên chuyên chống lột các bạn học sinh ở trong trường. Giờ mình phải làm sao đây anh? Đơn nghĩ. Hay là mà ôi. Oh my god. Giờ mình quay đầu lại đó. Mình đi đường khác. Mình nghe có tiếng sọt sọt hay là có đứa nào đi ngang qua đây. Hai đứa kia. Oh my god. Hai đứa mới đặt về hả? Dạ. Hai đứa có biết đây là đường quan không? Dạ. Chắc em lại nộp thuế chưa mà đi đường quan. Để trong người có gì không? Tao vô vô diêm diêm đây. Để anh kiểm tra đã. À, bim bim còn không? À, hai gói luôn. Dấu hả? Còn em còn không? Cái gì đây? Cái gì sau lưng đây? Để anh kiểm tra cả luôn. Mấy đứa có dấu gì không? Oh my god. Không có gì đâu ạ. Anh phải kiểm tra. Kiểm tra hết. Anh để em kiểm tra. Đưa tập từng đứa đây. Kiểm tra. Ai chịu đi qua đường của anh mà không chịu được. À, bánh kẹo. Oh my god. Dấu nè. Dấu nè. Trả cặp nè. Còn kiểm tra cặp em luôn. À, bim bim nè. Tịch thu hết. Nè. Thôi đi đi. Đi đi. Hôm nay mình điêu bánh kẹo. Lờ quá rồi. Thôi đừng ngồi đây mình bóc ra ăn. Quá trời luôn. Nó ngon. Nó thơm quá. Cần mình giúp đỡ tôi lại đi. Cảnh sát đến rồi. À, vậy là mình được cứu rồi. Yeah. Vui quá. Cứu đồ lại đến rồi. Chào anh cảnh sát ạ. Chào anh. Chúng tôi bị đại ca Vinh trấn lột. Trấn lột hả? Oh my god. Dạ. Anh đòi lại công bằng cho chúng tôi đi. Ok. Đi thôi nào. Đi thôi. Ngon. Hết bim bim rồi. À, ở đây cũng kẹo dẻo nữa em. Màu vàng. Ngon quá. Giòn. Gan. Có được đồ trứng lột có khác. Oh my god!